Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hot Store US, hàng sách tay Mỹ. Hôm nay Hằng làm cái video này để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn, các cô, các chị về những cái sản phẩm mà về mỹ phẩm. Chị, các bạn, các cô hay hỏi Hằng là: Hằng ơi, bây giờ chị nhận hàng rồi nhưng mà chị không biết check làm sao là cái sản phẩm này, những cái sản phẩm này ở trên hộp nó không có ghi đáp, mà chị muốn lấy hàng mới thì bây giờ phải kiểm tra như thế nào? Trên hộp không hề ghi cái hạn sử dụng gì hết, nó chỉ có số lót thôi, nó chỉ có barcode thôi, bây giờ phải check làm sao cho nó đúng. Đó, thì hôm nay Hằng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để kiểm tra cái ngày sản xuất nè, rồi cái hạn sử dụng của những cái loại mỹ phẩm mà không có ghi hạn sử dụng ở trên sản phẩm mọi người ha. Cho đón xem hết video này nha. Thì hôm nay Hằng sẽ dùng cái iPad này, Hằng sẽ mở và kiểm tra cho mọi người. Thì cái đó là cái web nào thì Hằng sẽ để cái link ở bên dưới để mọi người có thể vào đó mọi người kiểm tra ha. Chủ yếu là online mọi người ha. Cái sản phẩm online ở bên Hằng là được các chị em tin tưởng xài mua lắm mọi người. Nhưng mà ở trên hộp online thì nó không có ghi hạn sử dụng, cũng không có ghi ngày sản xuất luôn, nên các chị em rất là băn khoăn về cái vấn đề này. Thì Hằng đã giải thích rất là nhiều lần luôn rồi, thì hôm nay sẽ tổng hợp lại thành một cái clip này thôi mọi người ha. Đó, thì online nè, rồi Bath & Body Works nè ha, rồi của thằng Biotin Collagen ha, những cái sản phẩm này rất là dễ được làm giả nè. Đó, rồi Sáp Vaseline nè. Đó, rồi kem dưỡng Olay nè, rất là nhiều. Mọi người có thể vào cái trang web này, mọi người kiểm tra được cái ngày sản xuất cũng như là cái hạn sử dụng của những cái sản phẩm này như thế nào ha. Để đây cho mọi người từ từ chỉnh cái này xuống. Đó, chỉnh lại cái camera đây cho mọi người dễ xem này. Rồi, sẽ mở lên. Đây, sẽ mở thêm một cái trang web nữa, đó là trang web nào. Cái này là trang web của shop mọi người ha, hotstoreus.com. Cái trang này thì là cái trang bán hàng, cái trang mà của shop Hằng. Mọi người có thể lên cái trang này để mà tìm hiểu giá cả sản phẩm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến một cái tab khác. Đây, đó là cái trang nào, cái trang này có tên là Check Fresh ha mọi người ha. Đó, checkfresh.com. Đây, mọi người có thể thấy nè, checkfresh.com ha. Rồi, nó ra cái trang như thế này. Đây, cái này á, là nó đang là English nè mọi người. Mọi người có thể đổi lại thành tiếng Việt ha. Đó, ở đây tiếng Việt Vietnamese. Đó, mọi người kéo xuống sẽ có chữ Vietnamese. Mình tìm coi tiếng Việt. Đây nha mọi người, tiếng Việt nè, Vietnamese nè. Đó, rồi nó sẽ hiện ra cái trang này bằng tiếng Việt cho mọi người ha. Đó, đây là cái trang mà chuyên kiểm tra ngày sản xuất nước hoa và mỹ phẩm. Đó, thì ở đây nó có những cái thương hiệu nè, những cái nhãn hiệu mỹ phẩm của bạn cần chọn nè. Đó, mình chọn như đây, mình tìm ha, rất là nhiều những cái thương hiệu của nước ngoài, rất là nhiều luôn. Rồi, mình chọn một cái nào đó. Rồi, mỹ phẩm ở đây nó có ghi rất là rõ ha, mỹ phẩm tươi được bao lâu. Thì thời hạn sử dụng mỹ phẩm phụ thuộc vào khoảng thời gian sau khi mở và ngày sản xuất. Đó, khoảng thời gian sau khi mở nè, một số mỹ phẩm nên được sử dụng trong khoảng thời gian quy định sau khi mở nắp do quá trình oxy hóa và các yếu tố vi sinh. Thì nếu mà mọi người tìm mua những cái sản phẩm nào mà nó có cái ký hiệu như thế này nè, nắp mở và nó ghi số, chữ M có nghĩa là số tháng đó mọi người, có nghĩa là cái này là khoảng 6 tháng kể từ khi mở nắp, nên mọi người chú ý về cái này nha mọi người. Đó, để Hằng tìm đưa ra một cái ví dụ cho mọi người ha. Đây, ví dụ như là cái chai collagen biotin như thế này, nó sẽ ghi cái hạn sử dụng của nó sẽ là 18. Đây mọi người ha, 18M có nghĩa là mình mở nắp ra thì 18 tháng sau mình có thể sử dụng trong vòng 18 tháng.
ha mọi người ha. Đó, đó là cái cách coi cái hạn sử dụng ha. Rồi. Cái ngày sản xuất có thể coi theo cái ngày sản xuất nữa, thì cái ngày sản xuất á, nước hoa có cồn thì là 5 năm kể từ ngày sản xuất. Đó, rồi mỹ phẩm chăm sóc da là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Rồi mỹ phẩm trang điểm nè, đó là 3 năm là mascara, là hơn 5 năm là dạng bột. Đó thì cái này nó ghi rất là rõ luôn mọi người ha. Nó ghi rất là rõ cho mọi người luôn. Cái này là mã lô đã kiểm tra gần đây. À rất là nhiều nước cũng hay tra trên cái này lắm. Philippines, Thái Lan, nước Ý, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Pakistan gì đó cũng tìm quá trời luôn. Dove, Boundary Works, Versace, Neutrogen, Dior, đó rất là nhiều. Cái trang này rất là được nhiều nhiều người tin tưởng và để check luôn á mọi người ha. Rồi bây giờ Hằng sẽ kiểm tra thử, check thử coi một số cái sản phẩm là cái ngày sản xuất, cái ngày sản xuất của cái mỹ phẩm này là ngày nào và hạn sử dụng được bao lâu ha mọi người ha. Rồi đầu tiên Hằng sẽ kiểm tra thử cái thằng này luôn đi. Nãy Hằng đang cầm cái em này nè. Đó, thì bây giờ Hằng sẽ kiểm tra cái em này luôn nha. Rồi cái này là thương hiệu gì đây? Cái này là thương hiệu đây nè mọi người. OGX nè. Đó, Hằng sẽ tìm ở đây. Đánh ở đây mọi người ha. OGX đây. Chọn vô. Rồi. OGX mọi người ha. Đó, Hằng đã tìm được cái thằng OGX rồi nè. Rồi bây giờ Hằng sẽ đánh cái mã lô ra. Thì ở đây á, mình không biết cái mã lô ở trên này á là chỗ nào, thì ở đây nó có hướng dẫn này mọi người ha. Đó, nó hướng dẫn nè. Nó có nhiều số lắm, giờ mình không biết cái mã lô là cái nào hết. Thì đây, đây là mã lô chính xác, là cái ở trên đây nè, lot nè, kế bên cái số lot á. Còn cái số 337 gì đó không phải là, không phải ha. Rồi, để ngang lại cho mọi người dễ thì thấy nha. Đây, cái chai này bây giờ Hằng sẽ kiếm cái mã lô, cái mã lot ha mọi người ha. Đó, trên cái chai của nó nè. Thì đâu, đây, cái mã lot của nó đây. Lot 317 gì gì đó. Thì đó, ha mọi người ha. Thì bây giờ Hằng sẽ đánh cái số này ra để coi nó ra không ha. Này, Hằng đánh ở đây. Rồi, ghi vô 31721 nè. 31721 nè. Rồi gì? SAB nè. SAB. Rồi, Hằng đánh đúng như đây rồi mọi người ha. Đó, Hằng đánh y như đây rồi. Rồi. Hằng sẽ thì kiểm tra nè. Đó, nó sẽ ra mọi người ha. Đây. Nó sẽ ra mã lô nè. Mà giống như đây rồi ha. 31721 SAB nè. Đó, 31721 SAB nè. Ngày sản xuất là 13 tháng 11 2021. Có nghĩa là cái này tuổi tác của nó là đã được 1 năm 1 tháng 14 ngày. Có nghĩa là cái chai này đã được sản xuất cách đây 1 năm rồi mọi người ha. Đó. Họ đó, đó là cái tuổi của cái chai này. Có nghĩa là cái hàng này á là đã được 1 năm rồi. Đó, thì cái này nó vẫn còn mới ha mọi người ha, nó không phải là quá cũ đâu. Như hồi nãy á, nó có ghi á, là cái mỹ phẩm mà như thế này á, là mình có thể để được 5 năm à, 5 năm kể từ ngày sản xuất mọi người ha. Thì nếu mà mình mở nắp mình xài á, thì cái này hạn của nó là 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Đó là cách coi. Rồi, đó là cái chai này mọi người ha. Cách kiểm tra coi hàng thật hàng giả hay không á, là dựa vào cái số đây nè ha mọi người ha. Còn cái barcode này á, thì để Hằng làm một cái clip khác, làm một cái clip riêng về cái barcode để mọi người xem sau ha. Bây giờ mình chỉ kiểm tra những cái số này thôi. Rồi tiếp theo là cái chai này mọi người ha. Cái chai này Hằng cũng nghe các chị em nói là bị dính hàng giả hàng nhái cũng nhiều lắm. Đó thì thực ra Hằng cũng chưa bị dính bao giờ, tại vì toàn là dùng mua hàng mua ở nước ngoài về không à. Rồi bây giờ Hằng sẽ đánh là cái thương hiệu là của Bath Body Works mọi người ha. Đánh ra đây. Đánh ra. Đây. Rồi. Cách kiểm tra như thế nào? Đó. Nó chỉ ha. Đây mới là cái số để kiểm tra nè. Còn cái này, cái số của nó chỉ là mã vạch thôi. Nên bây giờ mình bắt đầu mình kiếm ha. Đó, trên cái chai này cái số nào đâu? Đây, cái số này là cái số barcode rồi, không phải. Mình sẽ tìm. Đây mọi người ha. Đây cái số này nha mọi người. 1239N2B1. Rồi bây giờ sẽ đánh ra nè.
ra 1239 nè. 1239 N2B1 N2B1. Ok, kiểm tra nha. Rồi, đây mọi người ha, đúng cái mã của mình rồi, 1239N2B1 đây. Rồi, thông tin ha, ngày sản xuất là 27 tháng 8 2021, có nghĩa là cái chai này là sản xuất được 1 năm 4 tháng rồi. Đó, sản xuất được 1 năm 4 tháng rồi, và cái hạn sử dụng của nó sẽ là 5 năm kể từ ngày sản xuất mọi người ha. 3 tới 5 năm kể từ ngày sản xuất, cũng tùy vào cái điều kiện để mình mà bảo quản cái sản phẩm này nữa. Đó. Đây. Rồi, dễ mọi người ha, không có gì khó hết trơn á. Rất là dễ luôn, rất là dễ kiểm tra. Đó. Đó, mình đánh ra là mình biết được liền là cái này đã sản xuất năm nào, lâu chưa, còn hàng sử dụng không, đúng cái chai này không, có đúng hàng thật hay hàng nhái không. Nếu mà hàng nhái thì nó sẽ không có những cái số như thế này mọi người ha. Hàng nhái thì mình sẽ những cái số nó sẽ cho số khác và mình đánh không có ra. Rồi, tiếp theo đó là Olay mọi người ha. Đó, Olay nhiều anh chị hay hỏi về cái sản phẩm Olay này lắm. Rồi, hàng tiếp tục, hàng sẽ chọn ở đây. Olay. Đó, mọi người để ý đi, cái hộp Olay nó rất là đơn giản, nó không có seal, nó không có bao bì bao kiến gì hết nha mọi người. Đó, và nó không có ghi hạn sử dụng hay là cái gì hết, nó chỉ có số lốt nè, có số barcode nè, nó không hề nó có ghi ngày sản xuất hay hạn sử dụng ở đây, nên rất là nhiều chị rất là hoang mang. Rồi bây giờ sẽ đánh đây, nó có chỉ nè, ở đây rất là nhiều số mọi người ha. Đó, như đây nè, mọi người thấy đó, rất là nhiều số. Thì bây giờ phải check cái số nào đây, nó chỉ là cái số màu xanh như thế này là check ha, còn những cái số này thì mình không có check. Đó, rồi bây giờ sẽ check cái số này, lot nè, 2057TN43. Rồi sẽ đánh ra đây ha, 2057TN43. Đó, ok mọi người ha, 2057TN43. Rồi kiểm tra nè, đó, nó ra đây mọi người ha. Đó, 2057TN43, y như là cái mã lốt đây đây mọi người ha. Đó, rồi thì cái này là ngày sản xuất là 26 tháng 2 2022, là cái hũ này sản xuất được 10 tháng 1 ngày rồi. Đó, rồi rất là dễ ha mọi người ha. Hạn sử dụng của những cái loại kem này đó là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Đó, nên cái này vẫn còn hàng mới. Đó là cách mà kiểm tra đáp còn hàng mới hay không ha mọi người ha. Và hàng thật hay hàng giả là mình kiểm tra ở đây. Đó, rồi rất là dễ kiểm tra luôn. Rồi bây giờ hàng sẽ kiểm tra thử cái hũ này ha. Cái này cũng là online luôn, hàng sẽ để vẫn là online nè. Bây giờ cái mã lô hàng sẽ đánh cái số khác. Đó, mỗi cái hũ này sẽ một cái số lốt khác nhau, nó không có giống nhau mọi người ha. 2160TN44. Rồi đánh ra 2160TN44. Rồi ha, 2160TN44. Rồi kiểm tra. Đây, 2160TN44 ha, ngày sản xuất là 9 tháng 6 2022. Nó ngược với lại Việt Nam mình mọi người ha, 5 tháng rồi tới ngày ha. 9 tháng 6 2022, hũ này sản xuất được 6 tháng 18 ngày rồi, hũ còn mới mọi người ha. Online. Rồi, kiểm tra cái hũ cuối cùng cho mọi người luôn ha. Cũng y như vậy thôi, cũng là cái số này, 2173TN43. Rồi, 2173TN43. Rồi kiểm tra ha. Đó, 2173TN43. Rồi ha, 2173TN43. Rồi, 22 tháng 6 2022, sản xuất được 6 tháng 5 ngày. Đó, hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày sản xuất. Đó, nên được dùng được mới, hàng mới tinh luôn à mọi người ha. Đó là cách kiểm tra ha. Rồi, đó, nên cái trang này hàng sẽ để link ở phía dưới để mọi người xem ha. Checkfresh.com, rất là dễ kiểm tra luôn, không có gì khó hết. Đó, mình có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy mình. Đó, chỉ mình rất là ấy luôn. Đó, mỹ phẩm tươi giữ được bao lâu ha mọi người ha. Đó, nước hoa có cồn là 5 năm nè. Mỹ phẩm, đây hàng zoom lên cho mọi người xem nha. Nước hoa có cồn là 5 năm, mỹ phẩm chăm sóc da là 3 năm,
Đó, mỹ phẩm trang điểm là 3 năm đối với mascara và 5 năm đối với những cái dạng bột. Đó mọi người ha, thì những cái sản phẩm như thế này á, là sản phẩm gọi là mỹ phẩm trong shop da, thì nó có đáp sẽ là tối thiểu 3 năm kể từ ngày sản xuất. Đó, vậy mọi người ha, rất là dễ sử dụng, không có gì khó hết, rất là dễ kiểm tra luôn á. Rồi, checkfresh.com ha. À, đó mọi người, như Hằng đã giới thiệu cho mọi người cái trang web mà để check những cái số lốt, những cái ngày sản xuất và cũng như cái hạn sử dụng đối với những cái sản phẩm mà không có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng ở trên trên cái hộp sản phẩm như thế này, thì mọi người kiểm tra như thế nào. Đó là cách kiểm tra mọi người ha. Nếu mọi người cảm thấy hay, bổ ích thì mọi người nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của Hằng nha.